Vâng, xin kính chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với xưởng đồ hơi thất chúng tôi. Và ngày hôm nay cũng là ngày là 12 âm, cũng là tháng cuối cùng của năm rồi, cũng sắp sửa là Tết Nguyên Đán rồi, cũng chỉ còn khoảng tầm hơn 15 hôm nữa là Tết Nguyên Đán rồi. Và xưởng bên em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một tháng cuối năm dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Và ngày hôm nay thì xưởng bên em sẽ giới thiệu một bộ sản phẩm chưa có chủ, có kích thước là dài là 2m75 và chiều rộng một tấm là 1m2. Và khi hai tấm ghép lại có tổng thể kích thước là rộng là 2m4 và độ dày bên em làm dày là 20 phân, rất là đẹp. Và cái bộ sản phẩm này bên em là làm từ chất liệu là gỗ đinh hương nguyên khối của Nam Phi. Đấy, rất là đẹp. Và em sẽ đi ngay vào đường vân chi tiết cũng như là những cái đặc biệt nổi bật để cho quý khách hàng xem. Và đầu tiên đây là vân mặt, thì em xin nói qua luôn cái chất gỗ đinh hương nguyên khối này. Thì cái chất gỗ đinh hương nguyên khối này vừa mới xẻ ra thì có mùi thơm rất là đặc biệt, có một mùi thơm rất là dễ chịu. Nếu cái hàng nào mà để trong nhà lâu thì cũng mùi thơm rất là đẹp, rất là mịn, thơm rất là mịn luôn. Và em xin công khai luôn cái giá của bộ sản phẩm này là 65 triệu đồng, 65 triệu đồng cho bộ sản phẩm này. Dài là 2m75 và chiều rộng là 2m4 và độ dày với em làm dày là 20 phân. Và em xin nói luôn là cái phần thớ gỗ này nó là từ tâm đấy, nó là từ tâm đấy, tâm này là tâm đẹp chứ không phải là tâm xấu nha mọi người. Tâm này là tâm đẹp, rất là đẹp. Và cái gỗ nguyên khối này bên em là tất cả đều là bo viền hết đấy, bo viền toàn bộ luôn, chỉ có gỗ nguyên khối thì nó mới bo viền được thôi mọi người ạ. Đấy, và tiếp theo để cho cái hàng có thể chú ý hơn, nó là cái phần vân từ trên xuống dưới đây. Vân từ trên xuống dưới này nó sẽ lối liền. Nếu mà gỗ nguyên khối thì chắc chắn là nó sẽ lối liền. Đấy, rất nó sẽ lối liền. Lối liền đây, lối liền toàn bộ đây. Mọi người để xem. Đấy. Giá của bộ sản phẩm này em xin nhắc lại là 65 triệu đồng. Đấy. Rất là đẹp. Em sẽ quay luôn một vòng. Thì em xin nói luôn là cái bộ sản phẩm này của bên em là lần trước cũng là đã có người mua rồi. Nhưng mà người ta cũng qua đây người ta đặt cọc tiền bên em và bên em đã hoàn thiện rồi. Thì trong quá trình người ta xảy ra kiểu như là vận chuyển đến nhà người ta cũng chẳng may có một chút xước xác, nên là cái hàng đấy cũng rất là khó tính, nên là cũng không lấy bộ sản phẩm này để nó xước xác một chút thôi. Thì cũng không thông cảm cho xưởng thì thôi em xin mang về, em xin gửi lại người ta tiền cọc. Và cái bộ sản phẩm này em sẽ hoàn thiện và sẽ đánh lại một lần nữa để cho nó bóng mịn hơn. Đấy, để nó không bị xước. Đấy, rất là đẹp. Đây, em sẽ quay luôn. Cái phần này nó em bên gông đầu rồi. Bên gông đầu thì bên em sẽ bịt thêm một cái gọi là cái tròn gỗ tròn vào đây để cho nó kín, để cho nó phong, để cho nó thẩm mỹ đẹp. Đấy, bình thường đấy, chứ bình thường là bên em có một cái phần gông đầu bên này. Đấy, hai phần này là chấp lại với nhau. Đấy, có lỗ đây, có lỗ đinh đây. Gông hai đầu lại để tránh trường hợp là khi dùng lâu ngày thì nó tránh trường hợp bộ phản này nó sẽ lứt toác ra, thì nó cái phần gông này thì nó tránh bị lứt, tránh bị vỡ phản. Đấy, rất là công dụng luôn, rất là có công dụng. Đây, và lỗ đinh đây. Đấy, bên em bắt vít lại và gông lại bằng máy. Đấy, rất là chặt. Hai đầu kia thì gông chặt lại với nhau thì tránh trường hợp là dùng lâu thì sẽ không bị xé phản. Đấy, để rất là lâu luôn. Đấy, và tất cả các vết này thì em sẽ làm lại. Nếu quý hàng nào qua đây kiểm tra gỗ thì em sẽ làm lại hết toàn bộ luôn. Làm lại hết toàn bộ và phun mò hết lại toàn bộ. Quét lót cũng như là tẩy hết lại toàn bộ luôn. Đấy. Đây, nó cũng xây sát một chút thôi. Thì cũng là không phải là, nói chung là cũng là lỗi vận chuyển do bên em. Thì khách hàng không thông cảm được thì em cũng sẽ mang về. Đấy, rất là đẹp. Đấy, và em xin nhắc lại kích thước là dài là 2m75 và chiều rộng là 2m4, hai tấm ghép lại là 2m4. Và độ dày là dày là 20 phân. Dày 20 phân. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Và cái bộ sản phẩm này bên em chưa có chủ nữa mọi người. Đấy, nếu mọi người muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0964 555692. Và địa chỉ bên em là tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Mọi người qua đây thì hãy liên hệ với số điện thoại màu vàng này bên trên. Và lưu ý cái số điện thoại màu vàng bên em có cả Zalo. Mọi người muốn xem hình ảnh cũng như là mộc thô thì em sẽ gửi cho cái hàng xem. Và tiếp theo, nó là cũng là một bộ sản phẩm gỗ đinh hương,
cái bộ sản phẩm này bên em là quét lốt rồi. Quét lốt rồi thì em sẽ bán tấm dưới, tấm trên của bên em vừa sáng nay có người lấy rồi. Một khách hàng ở bên Nghệ An. Đấy. Khách hàng ở bên Nghệ An đã lấy rồi. Và em sẽ quay cái phần bộ ở dưới cho mọi người xem. Và tổng thể cái bộ hai tấm ở dưới này dài là 3m2. Dài là 3m2. Và chiều rộng một tấm là 1m4. À, chiều rộng một tấm là 1m2. Chiều rộng một tấm là 1m2. Và hai tấm ghép lại thì nó là 2m4. Và độ dày bên em làm dày là 20 phân. Và em xin báo giá luôn cái bộ sản phẩm dài 3m2 này. Giá em bán là 75 triệu đồng một bộ. 75 triệu đồng một bộ. Đấy, hàng này cũng là ở Tâm. Tâm này cũng là Tâm Đẹp nha mọi người. Đấy, ai biết về gỗ phát nhìn cái biết là biết Tâm Đẹp đây. Tâm Đẹp hay không? Đấy, Vân đây. Mọi người thể xem đây, Vân gỗ đây. Vân nó lối liền từ trên xuống dưới luôn. Lối liền từ trên xuống dưới, rất là đẹp. Cái bộ này rất là giá trị. Dài 3m2 và rộng một tấm là 1m2. Đấy, tất cả bên em là gông đầu hết, gông đầu hai bên hết. Đấy, gông đầu hai bên hết. Đấy, rất là đẹp. Cũng là tránh trường hợp lứt lát. Đấy. Và em xin quay video này lên để giới thiệu vào hai bộ sản phẩm để cho quý khách hàng có thể lựa chọn và ướm thử vào không gian nhà mình. Đấy, rất là đẹp. Gỗ đinh hương nguyên khối nhá mọi người. Đây. Rất là đẹp. Có sao em quay vậy luôn. Đấy. Tất cả những cái chỗ này là em xử lý hết rồi. Đấy, xử lý hết rồi. Nếu quý khách thông cảm được thì quý khách mua. Đấy, rất là đẹp. Nhiều quý khách hàng là rất thích Tâm. Bởi vì Tâm phần gỗ bên trong này nó rất là xóe này. Rất xóe mà đẹp. Đấy. Rất là đẹp, nó lướt lắc này như kiểu tỏa. Đấy, cái như tỏa nắng ấy. Như kiểu mặt trời tỏa nắng đấy, rất là đẹp. Mặt trời tỏa nắng rất là đẹp. Đấy. Đấy, và quý khách hàng nào muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0964 555 692. Ở xưởng bên em thì còn rất nhiều bộ sản phẩm mẫu mã với khác bên trong kia. Đấy, và đây là một bộ sản phẩm thì bên em đang hoàn thiện rồi. Đấy, cũng là đang trong quá trình hoàn thiện. Bộ này bên em làm dài là 3m và chiều rộng cũng là 2m4. Chiều rộng là 2m4 và độ dày là 20 phân. Đây, và đây là hình ảnh mộc thô đây mọi người. Đây là hình ảnh mộc thô. Đấy, vừa mới cắt ra đây. Vừa mới cắt ra để còn chọn kích thước số đỏ đó mọi người nhá. Chọn kích thước số đỏ. Đấy. Rất là đẹp, hàng là xỉ đét không có rác luôn. Tất cả những bộ sản phẩm bên em là không có rác. Nếu mà nó bám một chút rác thôi thì nói chung là rác này là rác tốt, cũng không thành vấn đề đâu mọi người. Rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người có một tháng cuối năm rồi là sức khỏe, vạn sự như ý. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người.